giám khảo bắt đầu kêu chúng ta rẽ trái ở đoạn đường. Baker and Hay. Và chướng ngại vật các bạn phải để xi nhan nha.
Khúc này khi giám khảo kêu rẽ trái, các bạn phải đợi đến khi đối diện mình hết xe thì các bạn mới được rẽ. Các bạn tuyệt đối không được rẽ, tay lái phải để thẳng. Khi các bạn để trái, các bạn phải lấy lem bên trái, đừng lấy lem bên phải giống như anh này nhá. Các bạn lưu ý. Qua trái mà không để xi nhan là rớt nha. Qua trái qua phải không để xi nhan là rớt nha các bạn. Thank you.
giám khảo sẽ cho các bạn đậu xe ở đây.